Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Mở đầu chương trình là phần tin. Cuối chương trình là các phóng sự, những suất cơm nghĩa tình gửi tuyến đầu chống dịch. Đổi nông sản lấy vật tư y tế để góp phần chống dịch. Cảnh báo nguyên nhân lây lan dịch COVID-19 trong các buôn làng. Bây giờ, mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện E Hở Leo, tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác hai lãnh đạo xã E Nam do buông lỏng trách nhiệm để người dân tổ chức đám tang, tụ tập đông người làm lây lan dịch bệnh COVID-19. Theo quyết định số 2906 ngày 1 tháng 9 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện E Hở Leo đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Cờ Pá Y Chức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã E Nam. Còn theo quyết định số 2908 ngày 3 tháng 9 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện E Hở Leo đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Nhiệm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã E Nam. Cả hai lãnh đạo xã này đã bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày để xem xét làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Cụ thể, hai lãnh đạo xã này đã do buông lỏng trách nhiệm để người dân tổ chức đám tang, tập trung đông người, vi phạm chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, làm lây lan dịch bệnh COVID-19. Trước đó, sau khi ghi nhận một trường hợp ở xã Cư Né, huyện Cờ Đông Búc, tỉnh Đắk Lắk mắc COVID-19, cơ quan chức năng đã tiến hành truy vết thì phát hiện từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 8, người này đã đến dự một đám tang tại xã E Nam, huyện E Hở Leo. Tiến hành xét nghiệm toàn bộ người dân liên quan đến đám tang này, cơ quan chức năng đã ghi nhận hàng chục ca mắc COVID-19. Anh Trần Văn Dũng sinh năm bao nhiêu? Từ tin báo của quần chúng, Công an xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa xử lý 9 người có hành vi tụ tập ăn nhậu giữa lúc địa phương đang giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 để phòng chống dịch COVID-19. Tại đồi Độc Lập thuộc thôn 4 xã Hòa Khánh, Công an xã đã phát hiện 9 người này không ai đeo khẩu trang, đang tụ tập ngồi ăn nhậu. Công an xã Hòa Khánh đã đưa 9 trường hợp trên về trụ sở làm việc, lập biên bản và đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột xử phạt mỗi người 15 triệu đồng, tổng cộng 135 triệu đồng, theo khoản 3 điều 12, Nghị định 117 năm 2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa điều tra làm rõ, bắt xử lý một đối tượng từ tỉnh Đồng Nai đến Đắk Lắk gây ra 6 vụ trộm cắp xe máy của người dân. Đó là đối tượng Quách Long Hải, 40 tuổi, ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Liên quan đến vụ án này, Công an thành phố Buôn Ma Thuột còn bắt giữ thêm Phùng Bá Sinh, 38 tuổi, trú tại huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk về hành vi tiêu thụ tài sản do tên Long trộm cắp. Theo kết quả điều tra, đầu năm 2021, Long từ Đồng Nai đến Đắk Lắk làm thuê. Thời gian gần đây, do dịch COVID-19 nên Long thất nghiệp. Vì nghiện ma túy đã 6 năm nay, để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Long đã đi dò la, thấy nhà nào không khóa cửa thì đột nhập trộm cắp. Với thủ đoạn đó, từ tháng 6 năm 2021 đến nay, Long đã gây ra 6 vụ trộm cắp 6 chiếc xe máy trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Trong đó, có một chiếc xe Long bán cho Sinh với giá 3,5 triệu đồng. Mặc dù biết đây là xe trộm cắp, nhưng Sinh vẫn mua. Sau đó, Sinh lên mạng xã hội đặt mua một biển số giả để về gắn lưu thông, tránh bị phát hiện. Sau Tết thì em lên đây, em có làm lan cho người ta ở trong đường Nguyễn Thị Định. Mà từ lúc dịch người ta về hết thì em không về được, Đồng Nai có dịch em không về được, em ở lại đây luôn. Từ đấy không có việc làm mà nghiện ma túy, sau đó em mới đi trộm xe để lấy tiền tiêu xài và sử dụng ma túy. Hiện Công an thành phố Buôn Ma Thuột đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng trước pháp luật.
dịch COVID bùng phát, nhiều chốt kiểm soát được thiết lập. Cùng với đó, những bếp ăn nghĩa tình cũng đã đỏ lửa để sẻ chia vất vả, hỗ trợ cho các lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm trực chiến, viết nên câu chuyện đẹp về tình người trong đại dịch. Ghi nhận tại phường Etam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tại nhà bà Nguyễn Thị Thanh Hương, trưởng buôn Alea, phường Etam, thành phố Buôn Ma Thuột, những ngày qua, căn bếp nhỏ lúc nào cũng đỏ lửa. Hàng ngày, bà Hương cùng hội phụ nữ và đoàn viên thanh niên phường Etam thay phiên nhau đi chợ về nấu cơm cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch và trực gác ở các chốt kiểm soát. Bất kể ngày đêm, mưa nắng, những suất cơm nghĩa tình này vẫn được các bà, các chị nơi đây gửi đến các lực lượng tham gia phòng chống dịch. Khi mà nắm được cái tình hình là tại các điểm ở Trần Quý Cáp là có phát sinh người dương tính mắc Covid thì là đoàn phường cũng đã có liên hệ ngay với lại cô Nguyễn Thị Thanh Hương là buôn trưởng buôn Alea để mà có cái xây dựng cái bếp cơm, vì đây là cái địa điểm thì nó gần với lại cái khu vực để dễ mang cơm đi hơn. Thì sau đó liền thì là ngay trong đêm là đoàn phường cũng đã phối hợp với lại buôn để nấu phần ăn đêm gửi cho đến chốt phong tỏa tại cái khu vực đường Trần Quý Cáp. Cái việc làm này rất có ý nghĩa, dù không đóng góp được nhiều cho tuyến trên nhưng mà tôi cũng động viên được tinh thần của anh em. Nên là anh em trực đêm thì tôi cũng nấu những món ăn ban đêm đến phục vụ anh em. Cũng thấy cái nó bớt đi một cái phần anh em buồn và lo lắng. Để bếp ăn nghĩa tình này ngày đêm đỏ lửa, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn phường Etam đã cùng chung tay góp sức, hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần. Nhất là người dân trong buôn Alea, người hỗ trợ tiền, người hỗ trợ gạo, rau, cá, gà thịt, ai cũng đóng góp một phần công sức để cùng lực lượng tuyến đầu chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Anh em đã phân công trực chốt ở đây thì có còn nhiều thiếu thốn, cho nên là nhờ sự quan tâm của các cơ quan ban ngành và các tấm lòng hảo tâm đã cùng hỗ trợ cho anh em những bữa cơm và những chai nước để anh em ăn uống và có sức khỏe để phòng chống dịch trong những ngày sắp tới. Mình cũng quý tấm lòng của họ. Đồ ăn thì mấy cô nấu cũng rất là ngon và đủ chất dinh dưỡng. Sau khi mà cái tình hình diễn biến trên địa bàn có cái ca dương tính ấy, phường đã thiết lập các cái chốt để mà trực các cái khu vực phong tỏa trên địa bàn. Thì để đảm bảo cho công tác hậu cần thì phường đã thành lập một cái bộ phận lực lượng chuyên là nấu nướng để mà phục vụ cho các cái lực lượng này. Thì đảm bảo như vậy là chế độ ăn sáng trưa, chiều và tối. Qua quá trình mà thành lập cái bếp ăn này thì cái đội phục vụ làm rất là tốt, đáp ứng được cái yêu cầu hậu cần cho các cái chốt trên địa bàn. Lực lượng hiện nay các chốt trên địa bàn là trực 24/24 giờ, nói chung anh em cũng rất là vất vả. Thì phường cũng luôn luôn thăm hỏi động viên, kể cả các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, thành phố. Sau một thời gian hoạt động, bếp ăn nghĩa tình ở buôn Alea, phường Etam, thành phố Buôn Ma Thuột đã được các mạnh thường quân và người dân ủng hộ tiền và nhiều nhu yếu phẩm để tiếp tục đồng hành cùng các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch. Tuyên truyền vận động người dân hỗ trợ nông sản, mang đến các nhà hảo tâm để đổi lấy vật tư y tế để mang tặng lại cho các lực lượng tham gia tuyến đầu phòng chống dịch. Đó là một cách làm của công an huyện Chư Mở Ga, tỉnh Đắk Lắk. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an huyện Chư Mở Ga đã vận động các doanh nghiệp, tổ chức thiện nguyện, triển khai chương trình vận động người dân hỗ trợ nông sản đổi trang thiết bị y tế. Để triển khai chương trình này, lực lượng công an huyện và công an các xã thị trấn cùng chính quyền địa phương đã tuyên truyền vận động người dân ủng hộ các loại nông sản. Sau đó, lực lượng công an sẽ đến thu hái nông sản tại vườn,
đóng gói và chuyển đến các tổ chức thiện nguyện để đổi lấy vật tư y tế, tặng lại hỗ trợ cho các lực lượng tham gia tuyến đầu phòng chống dịch trên địa bàn huyện. Xuất phát từ cái tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện trong thời gian qua thì diễn biến hết sức là phức tạp, số ca là tăng lên hàng ngày. Bên cạnh đó thì trang thiết bị y tế cho cái lực lượng trực tiếp làm công tác phòng chống dịch chứ còn hạn chế. Thì xuất phát từ điều đó thì cán bộ chiến sĩ công an huyện Chư Mờ Ga đã kết nối với lại một số mạnh thường quân thực hiện cái chương trình đổi nông sản ở địa phương vận chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh để đổi lấy vật tư y tế hỗ trợ cho các cán bộ chiến sĩ lực lượng trực tiếp làm công tác phòng chống dịch tại các xã thị trấn, các cơ sở rồi các cái khu cách ly. Trong đợt này thì đại dịch COVID thì đang diễn biến hết sức là phức tạp cũng như trên cả nước cũng như là trên địa bàn mình, thì cái hoạt động này là tuy là nhỏ thôi, bọn mình cũng mong rằng là nó sẽ mang được ý nghĩa, đổi được những cái phần quà cũng như là trang thiết bị để mà hỗ trợ cho cái hoạt động chống dịch COVID ở trên địa bàn. Hiểu được mục đích ý nghĩa của hoạt động này, nhiều hộ dân đã nhiệt tình ủng hộ nông sản. Như ông Lê Hữu Thái ở xã Yatun đã quyết định tặng cả vườn su su 2 hectare và nhiều rau củ quả cho các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch. Tôi thấy đợt này nó cũng dịch bệnh, nó cũng gọi là nó căng thẳng quá nên tôi nghĩ là thôi thì mình cũng vì mọi người, mình cũng chung tay với cộng đồng thì tôi cũng muốn ủng hộ cho các khu cách ly cũng như những nhà thiếu cái nguồn thực phẩm như là rau củ quả đấy. Thì tôi cũng muốn giúp đỡ một ít để bớt đi một cái phần coi như là cho bà con trong cái mùa dịch. Chỉ trong một thời gian ngắn triển khai, chương trình vận động người dân hỗ trợ nông sản đổi trang thiết bị y tế của công an huyện Chư Mờ Ga đã huy động được tổng số vật tư y tế và nhu yếu phẩm trị giá trên 90 triệu đồng. Toàn bộ đã được công an huyện Chư Mờ Ga trao tặng hỗ trợ cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ ở khu cách ly, trung tâm y tế trên địa bàn huyện. Tại tỉnh Đắk Lắk thời gian qua đã ghi nhận nhiều chùm ca bệnh COVID-19 lây lan trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số với số lượng lớn và diễn biến dịch tễ phức tạp. Nguyên nhân chính được xác định là do đồng bào ở các buôn làng theo tập quán sinh hoạt cộng đồng nên thực hiện không tốt quy định giãn cách xã hội và 5K trong phòng chống dịch. Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, trong số những ca mắc COVID-19 ở tỉnh Đắk Lắk thời gian qua, có trên 62% là người đồng bào dân tộc thiểu số và chủ yếu tập trung ở các buôn làng của các huyện Krông Búc, Chư Quynh, Chư Mở Ga, E Hở Leo, Krông Bách, thị xã Buôn Hồ và xã Chư E Bua của thành phố Buôn Ma Thuột. Địa bàn huyện có số người nhiễm COVID-19 cao nhất trong toàn tỉnh là Krông Búc với hơn 250 ca và tập trung hầu hết ở một số chùm ca bệnh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cái phong tục tập quán mà trước nay mình thấy là một cái phong tục mà một bản sắc là rất là tuyệt vời. Ví dụ như thăm viếng hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong khi lúc mà làm ăn hay là trong lúc bệnh tật chẳng hạn thì họ hỗ trợ nhau rất tốt. Nên cái tính cộng đồng họ rất cao. Nhưng mà đối với dịch bệnh thì nó là tác dụng ngược lại. Là vì sao vòng dịch lây qua đường hô hấp mà trong cái tập tục đời thường như thế thì nó sẽ là nguy cơ lây dịch trong cộng đồng. Tăng cường tất cả các cái biện pháp thông tin tuyên truyền là biện pháp thứ nhất. Thứ hai là tăng cường tuần tra cái kiểm soát. Thứ ba là phải tiếp tục là cử cán bộ về bám sát ở các cái thôn buôn để làm sao mà cùng với các cái lực lượng của xã và của cả hệ thống chính trị để làm tốt công tác quản lý chặt chẽ người dân để giữ đảm bảo đúng cái theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng là ai ở đâu thì ở yên đấy. Để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số những ngày qua, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai xét nghiệm sàng lọc toàn dân tại 608 buôn làng trong toàn tỉnh để phát hiện bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng đưa đi điều trị. Phong tục tập quán, cái sự cởi mở của bà con thì bà con có sự cái tiếp xúc gần. Đây là một trong cái vấn đề khó khăn trong công tác phòng chống dịch. Do vậy cần phải có cái biện pháp xét nghiệm nhanh đối với những các khu đồng bào dân tộc đang có những cái chuỗi lây bằng cái xét nghiệm PCR để chúng ta bóc tách cũng như là hạn chế cái mức độ lây lan. Để góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, mỗi người dân trong các buôn làng
cần chấp hành nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế, nhất là việc giãn cách xã hội về phòng chống dịch theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Không tụ tập tổ chức cúng bái, ăn uống hiếu hỉ đông người giữa lúc đang giãn cách xã hội về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.